Kỳ Duyên và Nhật Bình. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin nói về một đề tài không phải về make up, cũng không phải bán sản phẩm. Bán em. Quý vị thấy lại một cái áo hồng. Real men wear pink. Oh, right. Okay. Nghĩa là người đàn ông chân thật là mặc màu hồng, mặc màu gì cũng được hết. I see. Ok, bây giờ thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin nói về một đề tài rất là quan trọng. Đó là nếu quý vị sắp dự định đi chơi ở Âu Châu, thì quý vị nên biết rằng rất nhiều người đã bị ăn cắp đồ ở Âu Châu và có rất nhiều những cái cách. Và chính bản thân Kỳ Duyên đi qua Ý cũng bị nó lấy hết đồ và mất luôn cả passport và phải ở bên Ý tới một weekend. Thì bây giờ Kỳ Duyên xin kể cho quý vị sơ sơ những cái cách mà họ ăn cắp mình, mà nó là cả một cái group, một nhóm và một cái bài bản, và nó làm rất là nhanh. Ví dụ như Kỳ Duyên, trường hợp tại sao Kỳ Duyên bị đi ăn cắp thì xin nói là Kỳ Duyên thay vì mình đi taxi để mình đi ra phi trường thì không, Kỳ Duyên lại muốn đi xe lửa, đi train để có cái trải nghiệm của một cái người local. Thì Kỳ Duyên đang đứng ở chỗ cái chỗ mà họ coi cái vé, bảng thông tin coi vé nó đi đâu đó, thì có một ông già lộn khộn đi ra hỏi là: ô, cô làm ơn, mắt tôi nhìn không thấy, cô coi bây giờ tôi có cái vé này, tôi sắp đi đâu mà tôi không thấy là nó đi ở từ cái platform nào, có nghĩa là cái cổng nào. Thì Duyên cũng vừa cầm cái vé của ông nhìn lên, thì Duyên nói: à, cái này là đi cái platform 21. Thì ông nói: không, ô, tôi không thấy cô là cái nào. Thì Duyên chỉ bước lên một bước để chị: đây nè, đó. Thì khi Duyên bước lên, Duyên quay lại, nguyên cái carry-on của Duyên biến mất rồi. Có nghĩa là trên cái carry-on có một cái túi trên đó, dạ, cái giỏ. Có giỏ và có ví, có passport của Duyên. Mà nó đi mau lắm, Duyên quay lại thế là... Mà chung quanh Duyên lúc đó là nhiều người. Thành ra mình không cảnh giác, mình thấy bao nhiêu người đang đứng bu để coi cái bảng, coi giờ thông tin đó. Mình không nghĩ là nó ăn cắp, mà sau này Duyên lên internet thì Duyên mới thấy nó ăn cắp. Sao mình biết không? Một là nó đẩy đi rồi nó chuyển, hai ba đứa nó đi rất là mau. Hai là nó có làm ngay cả một cái vali giả. Thành ra cái vali của nó cũng có cái bắn, nhưng mà nó chỉ cần chụp vô cái vali mình là cái kia nó sẽ mở ra, xong nó bao chung quanh cái vali mình. Và nó có cái bắn đấy, thành ra ngay cả nó đứng bên cạnh mình cũng không thấy. Có nghĩa là nó lấy một cái vỏ bọc ở ngoài, nó bọc một cái vali bịt một mình cái là mình đi à. Cái cách thứ nhì mà bị ăn cắp ở trên xe lửa, Duyên nghe nói đó, là khi mà mình vội đó, mà mình chạy theo để mình lấy xe lửa đó, thì ngay cả có những cái đứa nó mặc bộ đồ như là những người mà xét vé đó, thì nó chạy theo, nó đi mày nhảy lên đi để tao giúp mày. Thì mình vừa nhảy lên xe lửa thì nó cầm đồ mình, nó chạy đi chỗ khác, là mình không thấy nữa. Cái cách thứ ba, mà đây là một người bạn của Kỳ Duyên mà rất là tội nghiệp, là tại vì anh, là Duyên không muốn nói tên, nhưng mà anh đi gây quỹ mình, anh đi gây quỹ và cái tiền mà anh cầm là cái tiền gây quỹ được. Thì anh đã đi xe lửa, mà quý vị nên nhớ đó là đi xe lửa xa, mà anh lại đi hạng C. Thành ra trong cái hạng C, cái toa xe lửa nó chỉ có vài người ngồi thôi, mà ai cũng ăn mặc, nghĩa là mặc đồ vest nhìn rất là đàng hoàng. Thì thường thường mình đi xe lửa đó, nếu mình để đồ ở chỗ cái cửa mà họ đi ra đi vào á, thì mình sẽ coi, ồ, cái đó là sao. Đằng này, anh để cái túi ngay trên cái đầu, ngay trên cái đầu. Thì anh lại không để ý, anh nói: ồ, cái này ngay trên đầu mà đi cái từ cái chỗ đó, nơi nó chỉ có 3 trạm ngừng. Thứ nhất đó là một trạm ở một cái thành phố nào đó, thứ hai là cái trạm trước khi nó đến cái trạm chính của anh chỉ còn mấy phút rồi tới cái trạm chính. Thành ra anh không để ý, anh vẫn ngồi nói chuyện này nọ, thì thấy người ta đi ra. Thì trước cái trạm cuối cùng đó thì anh bị nào nó lên, nó cầm cái là nó đi luôn. Và khi anh tới trạm anh rồi, anh mới thấy là mất, mà mất mười mấy ngàn đồng tiền gây quỹ, và rút cuộc thì anh lại phải bỏ tiền túi ra đền. Thì khi mà anh bị như vậy rồi đó thì mới hỏi tại sao. Nó nói là tụi nó khôn lắm, nó ngồi trên xe lửa, tại vì nếu nó sẽ không ăn cắp trước đó, tại vì ăn cắp trước đó xe lửa chưa ngừng thì mình không biết. Nó mặc đồ như những người rất đàng hoàng, những người businessman, rồi nó bắt đầu nó nhìn chung quanh. Và khi nó sẽ xuống cái trạm trước khi cái trạm cuối cùng của cái xe lửa để mình không tìm được. Thống kê cho thấy rằng nó sẽ ghim những người Á Đông, tại vì nó biết là Á Đông thường đi và mang tiền mặt nhiều đó. Và cái thứ ba, một người bạn của Duyên là ca sĩ, thì hai vợ chồng thuê xe đi, thì ví với đồ để đằng sau ghế ngồi passenger, thì họ không bao giờ để ý là cái xe đang đi ở Paris thì đường nó kẹt xe đó, thì có hai xe Honda nó đi kèm hai bên, và nó đi ngang qua, nó mở cửa xe, nó lấy đồ đằng sau xe rồi nó phóng đi. Mình thì mình kẹt xe,
mình kẹt xe ở trước là mình không đi được, thì nó phóng đi. Thế nó ngay cả mình thuê xe, mình ngồi trong xe khóa cửa, mình cũng phải rất là cẩn thận. Còn mình nói khi mình đi Barcelona này, mà cái iPhone để mình nói là sao? Thì có một năm em đi Barcelona, thì ở một cái trục đường chính của đó là rất là nhiều người đi bộ thôi, nó không có cho đi xe. Thì trên đó là nó có những cái người là múa flamingo, cầm mấy cái quạt, rồi múa đấy, kia múa một group gì đó, hát hò rồi vui gì đó. Thì tụi em ngồi trên một cái quán cà phê, thì ở mình cứ nghĩ là ở bên nước ngoài thì làm gì mà có cái vụ mà lấy ăn cắp iPhone, thì mình cứ để phone này kia, mình để anh bàn mình này, ông mình uống, mình ngồi mình chat. Thì nó đang múa tới, nó cầm cái quạt múa xong, thì nó múa xong thì có một cái ông, có ông kia ông bán báo, thì ông cũng tới, ông mời ông hỏi là ông hỏi giống như là nó mua báo mua này mua kia gì đó, bán giống như bên Việt Nam nó cũng có bán báo, bán bánh, bán kẹo, bán linh tinh những cái đó, mắt kiến gì đó, giống y chang như Việt Nam. Thì ông tới, ông nói mày có này không, thì ông lấy cái báo ông để lên cái phone của mình. Thì em cũng coi như là cũng có nghe chị kể nên em cũng cảnh giác. Thì ông vừa để cái tay lên cái mấy báo lên cái phone của em, thì em cũng để cái tay em lên cái phone, là cái tay của ông nằm trên cái tay của em luôn. Nghĩa là em tự nhiên em thấy cái gì thì em để cái phone để chụp lại, thì mình chụp vào thì đã chụp, thì cái tay của ông ngay trên cái phone của mình luôn. Mà quý vị biết không, họ ăn cắp nhưng mà họ rất là nghề. Ví dụ như là mình vô metro, đi mấy cái xe điện á, thì có một người bạn đó, Kỳ Duyên biết, tự nhiên thấy cảnh giác, thì anh đó anh đã để cái ví của anh ngay trong cái giớ ở dưới chân á. Thì tự nhiên anh thấy ai vừa đụng vào chân thì anh nhìn xuống, thì bắt gặp ngay một đứa nó đang quỳ ở dưới. Nhưng nó cũng nhanh lắm, nó vừa thấy mình nhìn nó đó, thì nó cầm ngay cái ví, nó ra bộ như ô cái này của ông hả, ông làm rớt, làm như nó đang nhặt vừa nó đưa cho mình. Cho mình không có lý do gì để mình nói nữa. Nó không lý do nữa. Rồi cái đó là, rồi còn một người nữa là chị hai vợ chồng đi ra ngoài, thì ông chồng lại cầm một bó tiền khoảng chừng tới 3,000 đô. Bà vợ lại nói là tại sao anh cầm nhiều vậy, nó không ra đi shopping, nhưng mà em đừng lo, anh để ở trong cái túi anh giữ rất là chặt. Thì vừa đi ra đường thì gặp hai đứa kiểu như là dân du mục, nó gọi là gypsy. Thì nó tới, nó xin lỗi ông có tiền gì để cho tôi đổi tiền được hay không. Thì nó vừa nói đổi tiền thì ngay lúc đó có một thằng cảnh sát, nó mặc đồ giống cảnh sát, nó lại nói ê mày không có được đổi tiền ở nhà mày, đi ra chỗ khác. Thì nó đuổi cái thằng, hai cái đứa du mục đó đi. Xong nó lại quay lại hai cái vợ chồng Việt Nam này, nó hỏi hồi nãy giờ có đổi gì tiền cho mấy đứa này không, tại mấy đứa này là chuyên môn dân ăn cắp đó. Thì ông chồng nó không, tôi chưa đổi. Thì cái người cảnh sát nó đâu đưa ông check lại trong ví coi còn không. Thì cái ông chồng mới móc ra một cọc 3,000. Thì ông cảnh sát ông mới cầm, ông mới rẹt một cái vậy, ông nói ok tốt, còn mày về mày cất kỹ nha, chỉ sau đi ra đường nó đừng có nói chuyện với tụi nó. Hai vợ chồng nhẫn nhơ về tới nhà, thưa quý vị, cái cọc 3,000 đó chỉ có hai tờ đầu là giấy 100, ở trong là giấy hết, có nghĩa là ông cảnh sát là giả luôn. Thì cái khi mà đi tới báo cảnh sát thì cảnh sát nói ồ đây là cái tụi nó làm rất là nhiều, và tụi nó nhanh tay, tụi nó làm như là ảo thuật đó, nó vừa cắm ra rẹt một cái là xong rồi. Hay là ngay cả ví mình một cái nữa là ông cha, cái cha thì Dư không muốn nói tên tại vì nghệ sĩ bạn bè thì Dư không muốn nói, nhưng mà cha Toại, thì cha Toại là ở bên Ý, là cha học ở bên Ý và cha ở trong khu Vatican á. Thì có một phái đoàn Việt Nam sang, thì cha đã cảnh giác mọi người là đừng coi chừng bị ăn cắp, đưa hết ví cho cha giữ. Cha mang trong một cái ba lô mà cha đeo ngược, ngay trước ngực nữa. Mà về cha là người móc, cha là người bị móc, và nó móc hết tất cả những đồ của người khác luôn. Và đặc biệt là ai mà đi qua Paris đó thì mình nên chú ý nhiều nhất là khu Champs-Élysées. Yeah. Có nghĩa là những cái người ẵm con nè. Những bà bầu, những bà tại bầu, vì nhiều khi đó họ để... họ mang cái bầu giả và họ ra bộ họ té vào mình. Thì mình thấy đàn ông, nhất là đàn ông thấy bà bầu là mình đỡ, nhưng mà như vậy là nó móc rồi. Mà không phải một người đâu, hai ba người nó đi một lúc, nó đi hai người nó đụng ngang mình vậy. Có nghĩa là người này không móc thì người này móc. Hoặc là người này móc trên, người này móc dưới. Rất là nhanh. Và bạn Duy nói là có người đeo ba lô, thì ở trong ba lô nó lại còn có một cái zipper nhỏ. Thì khi cái người đó bị móc thì thấy ủa nó đã móc, mở cái ra nó lấy tiền, nhưng mà người đó may là nó lấy hết tiền mặt rồi nó bỏ lại cái ví nữa. Nó rất là nhanh. Thành ra thưa quý vị, để nói là quý vị mà đi Âu Châu, thứ nhất đừng bao giờ mang ví hiệu. Duyên có cô bạn mang ví Chanel đi mà đi, mà còn đi shopping ở Zara thì cô mang cái ví ngang, vẫn ngang bên người như vậy, tới chừng cô ôm một đồ nhiều quá, tới chừng lúc trả tiền đó cô quýnh lên thì cô chỉ cầm cái ví cô đang mang sát người, cô gạt ra đằng sau để cô bỏ đồ lên bán.
Thì khi vừa bỏ đến quay ra, cái ví còn mà cái wallet ở trong nó đã móc, thằng đứa nào sau nó bịt cái nó móc. Thành ra nó rất ghiêm, thứ nhất là Á Đông, thứ nhì là đàn bà. Tại vì đàn bà đi cứ lơ ngơ, như Duyên là đúng bon nó đang đứng thì mà ai tới mình cũng thấy tội nghiệp, thấy ông già tới hỏi đường, hỏi cách mà đi đó, là mình chỉ bước lên mình nhìn mình giúp đỡ cái là nó bê hết đồ đằng sau đi. Và thứ ba, thứ nhất là đừng bao giờ mang đồ hiệu. Kỳ Duyên đi kỳ trước đó là Kỳ Duyên đã rất như là cẩn thận, không mang một cái ví, không mang một cái gì để ở ngoài cho thấy là mình có tiền. Cái giỏ Kỳ Duyên mang là chỉ có là một cái giỏ thường chắc khoảng chừng 20 đồng, và trong cái wallet Kỳ Duyên cũng chỉ có 20 đồng tiền mặt thôi. Thành ra may là hôm đó là Kỳ Duyên gọi credit card thì Kỳ Duyên gọi để mà cancel được ngay, không có bị mất thêm tiền, mất passport, và mất cái 20 đồng tiền mặt. Nhưng mà mình quên cái ví ngoài không hiểu, nhưng mà cái ví wallet của em cũng hơi hiểu chút. Thành ra em cũng bị hơi đau vì mất cái ví wallet đó. Thành ra cái mà xin nói quý vị là rất cảnh giác đề phòng, nếu mình đi thì mặc đồ thường là thứ nhất nè, không mang đồ hiệu, lúc nào cũng nhìn, đừng có bao giờ để ai đụng vào người mình. Đi 2-3 người thì nhìn cho nhau, đi nếu mà có đi lên xe train, xe đồ thì để cái gói đồ của mình ngay bên cạnh, ngay trong lòng mình, đừng có để trên lầu, trên em đầu. Em thấy bây giờ là chắc ăn nhất là may mấy cái túi ba gang hồi xưa đó, mấy ông bà già may xong bịch lòn ở trong đây. Tiền là liền, tiền là liền không được hả? Duyên cũng có nghe một người họ nói một cái site kia, nó nói là ví dụ như mà mình cầm cái Starbucks cup, cầm một cái ly nước đó, thì mình bỏ tiền, bỏ wallet, bỏ gì vô đó mình cầm đi, có thì nghĩa là người ta không để ý. Người ta không để ý, nhưng mà nhiều khi mình rôm thì mình vứt luôn cái đó do mồm chân luôn, mình vứt luôn cái đó. Thành ra Duyên nói cái này, Duyên rất xin lỗi những quý vị nào ở Âu Châu, thì không có ý là muốn nói xấu những người ở Châu, tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng mà đối với kinh nghiệm những người mà đi sang đi tourist ở những cái nơi đông đảo, thì khi mà nó đã ghim mình để nó móc mình thì nó dàn nguyên một cái trận đồ, mình không có thoát được. Chứ không phải là nó ra nó giật mình rồi nó chạy thì cái đó thì đi dễ rồi. Thành ra quý vị có đi chơi phải rất là còn cái này nữa, cũng cô bạn Duyên, cái cô này xui lắm quý vị. Cô này là người, cô này là người mất cái ví để móc Chanel ở Zara. Cô này cũng là người bị nó mở cái xe đằng sau để lấy luôn cái ví rồi bay. Và gần đây nhất cũng là nàng, cũng là ở bên Tây quý vị, ngừng ở bên Tây, ở trong Marriott nha, Marriott Courtyard. Hai vợ chồng đi ra ăn, đi vào mà không khóa đồ ở trong hotel, đi về nó lấy hết, không biết làm sao nó cậy được cửa. Mà cái Marriott Courtyard là cũng một cái nơi đáng tin tưởng đó, nó cậy nó lấy hết tất cả những đồ hiệu của cô, mà cô này là dân điệu, mà không phải điệu nhưng mà thích đi chơi được chụp hình đó. Thành ra rồi ví rồi giày, mà nó lấy hết ví giày, dây này, cái gì mà có brand là nó lấy hết. May cho cổ chồng cổ còn nói rằng là để giấy tờ passport ở trong cái safe. Thành ra như Kỳ Duyên á, đi đâu thì đi, bao giờ tới hotel Kỳ Duyên cũng kiếm cái safe ở hotel. Đây là cái tủ cái tủ sắt ở hotel, để Kỳ Duyên ít nhất là được passport và cái ví. Còn nếu nó không có tủ sắt, mình có thể đi xuống ở dưới lễ tân, có rất nhiều những cái hotel nó sẽ giữ ở trong đó cho mình, và nó có những cái safe box ra. Nếu mà mình đi với nhiều tiền hay với nhiều giấy tờ đó thì mình nên gửi ở dưới đó. Và mình đi đâu mình cũng mang cái túi sát người, mặc đồ thường, đừng có làm cái gì để kêu gọi chơi tân mình. Và bao giờ cũng cảnh giác là tại vì ở Âu Châu rất là nguy hiểm, và càng những cái nơi nhiều tourist đi càng nó sẽ hỏa mù sa mưa, nó chỉ mình nhìn đường này đường kia là chết với nó đó. Quý vị nhớ nha, đi trong metro hay đi đâu những chỗ đông phải cảnh giác, bất cứ ai mà đụng vô người mình là mình phải nhìn lại coi ví mình ở đâu, hoặc là nếu mà đi 2-3 đứa đó thì mình đứng sát vào nhau để mình canh chừng cho nhau. Em sẽ không sợ mất đồ, em sợ mất trinh thôi. Dạ nhà mà thưa quý vị, mình mà cứ đụng cái là mất rồi đó. Đụng cái là mất rồi. Đụng một cái là mất rồi. Thì đó, thì thưa quý vị, nếu mà quý vị đi chơi thì xin chúc quý vị đi chơi vui vẻ, và hy vọng là quý vị không gặp những cái tệ nạn như chúng tôi, vì Kỳ Duyên đã bị một lần và phải ở lại bên Ý suốt một weekend đó. Okay.